Xin chào Đồng Móc, xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá củ kiệu nha quý vị. Củ kiệu chỗ anh Phước bán là hơi hết sảy luôn. Và những mặt hàng nông sản liên quan xung quanh nha quý vị. Thì hôm nay là bây giờ là 3 giờ 45 phút ngày 8 tháng 1 năm 2024 quý vị. Ở đây là dựa A18 của anh Phước bán đây quý vị. Kiệu đây là thôi rồi, nay còn có 36 kiệu hộp nè. 36 mà chỉ ra 35 luôn, để bản 36 ra 35 luôn. Thì giá đó vậy đó quý vị. 35. Hành tây Đà Lạt 28.000 đồng 1 ký. Tí cô tiên nè quý vị. Tí cô tiên 13.000 đồng 1 ký, bông xanh 15.000 đồng 1 ký. Cà 10.000 đồng 1 ký. Cà bét 15.000 đồng 1 ký. Bí ngồi 10.000 đồng 1 ký. Bông thiên lý nè quý vị. Thì nói đúng ra giá cũng mang tính tham khảo thôi nha quý vị. Thì bông thiên lý này là chị đẹp này, chị nói có 20.000 thôi nè. Nhưng mà giá tham khảo nha quý vị. Tại vì giờ này giờ chiều á thì nó cũng rẻ đi. Nó lên xuống thất thường đó chị đó, chị đó lên xuống thất thường. Thì giờ chợ búa mà nó lên xuống thất thường. Ồ bông xanh đẹp quá, có 15.000 đồng ký à. Ở su hào 5.000 ký hả con? Trời ơi, trai tôi bán su hào mà có 5.000 ký à quý vị. Trai bán quá rẻ luôn. Rồi quý khách hàng nào thấy thương trai nhỏ mà anh đi bán vậy tội nghiệp thì mua ủng hộ nha quý vị. Su hào bé nó bán có 5.000 một ký à. Rồi mua 10 ký là 50 hả? Có bớt không? Có 9.000 đó. Hả? 10 ký có hơn á? Có thiệt luôn, trời nó nói 10 ký 30 có thấy thương không quý vị. Rồi giá nông sản mà như vậy thì rẻ lắm, không biết bà con nông dân trồng ra ở Đà Lạt là được nhiêu tiền nữa đây. Hành lý sơn mà hành bó này quý vị thì 33.000 một ký nha, hành lý sơn loại này nha quý vị. Rồi hành tây Đà Lạt nè 28.000, hành tây Đà Lạt rời ra 25.000, bó trong cái bó là 28.000 đồng một ký. Bông cải nhiều bông cải bịch 90, 9.000 đồng một ký bông cải nha quý vị. 9.000 đồng một ký bông cải mại vô luôn. Bắp sú 6.000 ký, 7.000 ký, bắp thảo 10.000 đồng một ký, rau muống cộng 12.000 đồng một bó một ký. Tía tô 15.000 đồng 1 ký. Tía tô 15.000 đồng 1 ký. Kinh giới 20.000 đồng 1 ký. Dếp cá 15.000 đồng 1 ký. Húng cây 15.000 đồng 1 ký. Đó, bạn mảnh rau nhiệt tình không? Không kiểu đẹp nè. 35.000 ký kiệu đẹp nha quý vị. Đó cái này là quế diễn biến. Kiệu quế sổ 35.000 luôn. Là hầu như là cái tranh thật nha quý vị. Hầu như là diễn biến ra là đang tranh thật tại như chợ đầu mối đúng không? 35.000 ký mua cho anh Phước quý vị. Kiệu của anh Phước bán đây chủ yếu là nói gì mà anh sạch nha quý vị. Sạch khó chê luôn. Rồi bên kia bầu dựa kế bên bán là bầu 5.000 đồng ký, 3 ký 10.000 là củ cải trắng. Củi trắng bên Phước bán 5.000 là đẹp nè. 3 ký 10.000 luôn. Su 3 ký 10.000. Cà chua ba vậy. Hôm nay quay phim đi, ngày mai mới mua lận. Mớp 5.000 đồng ký. Trời ơi rẻ quá trời. Đậu que 18.000 đồng 1 ký. Khổ qua gì mà có 5.000 thiệt hả trời. Anh Trâm anh đổ khổ qua có 5.000 đồng ký là cho vô quay phim biến cho chị đẹp.
ai có mua cái khẩu qua là 5.000 đồng ký nè, mại vô nha quý vị. Cà bắp 16.000 đồng một ký nè. Trời ơi, rẻ quá ông Râm ơi. Khẩu qua 5.000 đồng một ký, dưa leo 10.000 đồng một ký. Bí xanh 16.000 đồng nè. Bí rau xanh 16.000 đồng nè. Đây, 16.000 đồng, mắt thấy tay sờ cầu mua nha quý vị. 8.000 đồng một ký là bầu đẹp nè. Bầu đẹp 8.000 đồng. Bí xanh 16.000 đồng một ký. Đẹp thấy mê không? Cà tím 10.000 đồng một ký đó quý vị. Môn cao 27.000 đồng một ký. Củ mỡ 25.000 đồng một ký. Củ dền đỏ 17.000 đồng một ký. Khoai tây 15.000 đồng một ký. Bí hồ lô 12.000 đồng một ký. Hành trắng 45.000 đồng một ký. Hành tây 17.000 đồng một ký. Hành Ấn Độ đẹp 32.000 đồng một ký. Hành phan rang 45.000 đồng một ký. Khoai mặt 18.000 đồng một ký. Khoai bí 25.000 đồng một ký. Gừng 35.000 đồng một ký. Bầu bán bịch 7.000 đồng một ký. 70.000 đồng một bịch. Củ dền đỏ bán bịch 10 ký là 14.000 đồng một ký. 140.000 đồng một bịch 10 ký. Thì ở đây mình có mua hàng đồ từ thiện á quý vị. Thì giờ này nè ha, vô mua là rẻ lắm. Xu 8.000 đồng một ký nha quý vị. Bông cải trắng này 25.000 đồng một ký. Xu 8.000 đồng một ký. Thì mình mua mà nhiều thì cũng rẻ nha quý vị. Với lại mình mua chợ trễ về thì rẻ. Thì giá cũng mang tính tham khảo quý vị. Ngày này hôm nay nó vậy chứ ngày mai nó khác. Ồ, củ mì, khoai mì 8.000 đồng một ký. Cứ vô đây mà giờ này mà nếu mà khách hàng mình mà mấy anh chị mà thường nhờ mình mua hàng từ thiện á, là mình vô đây mua giờ này nha quý vị. Rẻ lắm. Bông cải nè, đẹp lung linh luôn nè. 10.000 đồng một ký một bịch, vậy là 10 ký là 100.000. Mít tinh á. Mít tinh luôn nha quý vị. Xin chào. Xin chào người đẹp bán cải làm chua. Bên cải làm chua là 5.000 mà bịch 30 ký, 25 ký vậy phải không? Bịch 10 ký nè. 30 ký 150. Em đây là bán cải chua rẻ lắm nha quý vị. Giữa A12 kế bên A14. Cải Cần Thơ. Thì chung quy ra bà con có để giá vậy rồi, để giá cũng mà tham khảo thôi, tùy theo mua ít mua nhiều rồi linh động mà mới bán hàng nha quý vị, chứ không có phải là đấy để cái giá nào rồi bán cái giá đó thì nó nghe chợ đầu mối không, không, không phải vậy. Bà con bán ở đây rất là linh động luôn. Mình thấy đậu phộng tươi là 30.000 đồng ký đậu phộng tươi. Chỗ anh trai đang đến uống nước đó quý vị. Đậu que bé này bán 15.000 đồng luôn à, một ký. Nguyên bịch 13.000, nguyên bịch 10 ký 130.000 quý vị. Bí bắc á, bí xanh mà bắc á, gọi là bí bắc á, 10.000 đồng một ký. Cà chua rẻ quá gì đó. Cà chua 5.000 cũng có luôn kìa, 5.000, 10.000. Củ khoai từ là 17.000. Khoai từ 17.000 đồng cũng có luôn quý vị. Rồi thông tin liên quan vậy thì cà pháo 15.000 đồng ký, cà pháo trắng 10.000 đồng ký, dưa leo khẩu qua rừng 15.000 đồng một ký. Đây nè quý vị, cà 5.000 đồng luôn nè quý vị. Này là mắt thấy tay sờ đụng á. Này là không có biên tập biên tiết gì để có sao công bố lên vậy luôn. Thì quý khách hàng, quý khán giả mà mua hàng mình thì mình cứ vô trong chợ mình mua hàng trực tiếp. Thì tiền nào của đó quý vị. Cái loại mà 10.000 thì nó có cái giá của 10.000, cái nó lớn hơn, nó cứng hơn chút.
còn 5.000 thì cũng có 5.000, nhưng mà 5.000 trái nó nhỏ hơn chút kiểu vậy đó. Thì mình mua hàng á, bên mình á là cái dịch vụ là đi chợ hộ. Thứ nhất là quý khách hàng mua hàng bên mình là phải chuyển tiền trước cho mình 50%, và mình mua đúng giá tại chợ, ở chợ bán 5.000 mình mua cho quý khách 5.000 cộng thêm cước phí cái dịch vụ đi chợ với mình và cước phí vận chuyển cho quý khách hàng ở nội thành thành phố của mình đó là 3.000 đồng một ký. Cứ vậy là cộng lên quý vị, mà mua quý khách hàng mua tối thiểu cũng phải là 50 ký mình mới đi chợ hộ nha quý vị, tại vì đó mới đủ chi phí. Chứ mà mua 2-3 ký mà kêu mình đi chợ hộ rồi ship xuống đó, thì mình không có làm được nha quý vị. Thì cái Cần Thơ mình mua 7.000, tính quý vị 7.000 cứ vậy đó quý vị. Rồi đậu que mình 15.000, 13.000 đầy gì đó, thì mình cứ tính bằng cái giá chợ, tại vì mình đã cộng phí dịch vụ rồi. Chiều à, ôi kiệu, kiệu 42.000, 38.000, 35.000 thì đủ thứ loại kiệu hết nha quý vị. Rồi cũng rất là nhiều cái giá nó dao động. Cần tàu á, cần tàu hiện tại bây giờ là bán tại chợ đầu mối Hóc Môn là 10.000 đồng một ký cần tàu. À, bé này là ở đây là chuyên môn bán cải nha quý vị, cải Cần Thơ, hai chồng em này bán là cái cải Cần Thơ nha quý vị. Cái chua á, cái tì xạ đó, như là chuyên bán luôn. Quá trời ơi trời, su hả, su gì mà có 5.000, nhưng mà cũng mang tính tham khảo thôi. Bây giờ quay video mà ngày mai khán giả lại kêu mình mua 5.000 nó lên là mình chịu thua. Sao không mua? Tôi không lại đây mua cải vậy sao mà đứng đây được. Thì 5.000 nè, xu nè quý vị. Mưa quý vị. Đó, mắc mưa, mưa gió đó, giờ mưa nha quý vị. Mưa chắc phải giọt quá quý vị. Tính đi vòng qua bên bên kia quay ớt xiêm xanh nè, ớt xiêm xanh nè quý vị, ớt xiêm xanh 85.000 đồng một ký, ớt ba tri 35.000 đồng một ký. Ở xiên chỉ thêm 45.000 đồng một ký, mà có cái là không có lấy hình ảnh được tại vì xa bên kia, mình thấy cái giá mình đọc tham khảo cho bà con vậy đó. Giờ mưa tưởng qua bên đó mưa rồi cả nhà ơi. Đây là bạn hàng mua hàng mua đồ nè, bạn hàng này, bạn hàng bự rồi nha, mua một đống đồ quá trời luôn. Có cà tím không vậy? Cà tím có luôn đó, cà tím 6.000 đó, đó để bịch đó, cà tím nghe, bán cà tím nghe. Không phải bên hình này, không phải bên Phước, bên Râm à, Râm bán cà tím cho anh ta nè. Bán cà tím cho chú nha. đang mưa gói cuốn cuộn. Chạy ngàn đen mượn nha. Thì hành lọt 15.000 đồng ký quý vị. Đó, hành tím có cái bông thiên lý có 20.000 đồng ký nha quý vị, nhưng mà giá bây giờ á, giá chợ bây giờ nha quý vị, chứ còn cũng tham khảo đi chứ mà, cái bông thiên lý nó 40-50.000 là rẻ rồi, chứ không có giá 20 đâu nha quý vị. 20 là tại vì giá bây giờ, cái đó là mình nói trước, mình đính chánh là cho bà con nông dân trồng bông thiên lý đừng có hoảng hốt.
chứ không phải giá đó, tại vì thứ nhất là người ta cũng còn ít đó. Thứ hai nữa đó là chợ nó chiều thì giá xuống, chứ không phải là bông Thiên Lý bán từ đầu hôm tới giờ giá vậy, đầu hôm 4-50 gì đó. Rồi video của mình đến đây là kết thúc quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye. Mưa rồi quý vị, mưa nặng hạt rồi nha quý vị. Mưa rồi đó. Bà con kéo bạc trùm lại hết rồi. Mình vô sớm chứ người ta trầm là hết, mình cũng quay video cũng không được nha quý vị.